Thì khi mà mình kích thích bộ rễ để làm sao để cho nó mạnh cũng như là đi phân làm sao cho nó hiệu quả, thì cái việc giải độc của cây sầu riêng là cái việc vô cùng quan trọng. Cái này thì từ năm ngoái năm kia em gái đã chia sẻ cho cô dì chú bác rồi, đại đa số bà con mình là không giải độc. Khi không giải độc thì nó có lân, nó có kali, nó có ethanol, nó có MKB, nó có hexa, tất cả những cái thứ đấy nó nằm ở trong cây, nó tồn ở trong cây. Hoặc là rất là nhiều vườn mà dùng các sản phẩm chặt đọt nhưng không biết là mình đang dùng bắc lo, uni, mechi quắc hoặc là ccc, nó nhiều quá. Mình vẫn phải giải độc để cho các chất ức chế sinh trưởng đấy nó không còn ở trong cây nữa, để nó mục đích để làm sao nó sinh ra cái men và enzyme nó được tốt hơn. Đặc biệt ở đây đó là men co reo sinh ra cái hormone GH3 giúp cho cái cây đọt nó đi được tốt hơn, phóng nó mạnh mẽ hơn. Được không cô gì cho bác? Đấy. Nên cái việc giải độc thì em Khánh đã bổ sung ở trong amino X hay là humic 4 trong 1 và N-enzyme cho cô gì chú bác rồi. Nên khi các bác đổ dùm em Khánh nó sẽ mình sẽ giải độc luôn, giúp cho cây trồng nó được tốt hơn. Được không cô gì chú bác?